Xin chào Mai Chế, xin chào cả nhà. Anh là dung dịch Neo Glossy Ray, xịt xóa nám, trắng da dưới lưỡi. Nó là dạng dung dịch từ chai thủy tinh. Đây các bạn, 50ml. Nó có thành phần từ glutathione. Xịt dưới lưỡi, nó có chất chống ung thư, thải độc kim loại, tăng cường vitamin C và tất cả các dưỡng chất, hoàn toàn từ thiên nhiên 100%. Đối tượng dùng cho những chị em muốn có làn da trắng sáng khỏe toàn thân, xóa nám, trị mụn. Nên cái giai đoạn cái tuần lễ đầu các bạn dùng là nó là chuyên về thải độc, cải thiện sắc tố da và có hiệu quả từ sau thấy trắng sáng rõ sau liệu trình 28 ngày. Nên khi giai đoạn đầu các bạn dùng 3 ngày một lần xịt 3 nhát thì da được cải thiện những cái sắc tố bị sạm nám hay là nó chảy xệ, mình xài sẽ trắng sáng và nó da mình nó căng mịn lên. Các bạn bị mụn thì các bạn dùng nó cũng thải độc ra ngoài, và mình uống nước nhiều, uống nước mát thì nó thải độc ra, cơ thể của mình nó cũng khỏe, da của mình sẽ trắng sáng. Nên các bạn dùng mỗi ngày. Cái chai nó là dung dịch thủy tinh như vậy, rất là nhỏ gọn, đi đâu cũng có thể mang theo, sang em cũng dùng. Trước khi dùng các bạn ngồi im, ngồi thẳng, nuốt hết nước bọt ở trong miệng của mình và cong lưỡi lên. Ngậm miệng lại, nuốt từ 30 đến 60 giây rồi các bạn nuốt từ từ. Trong giai đoạn này khi dùng nó thải độc nên các bạn dùng từ 2 đến 2 lít rưỡi nước mỗi ngày nhé. Sản phẩm này đến từ Anh Quốc, qua nhà cung cấp của Phú Thái, có tem nhãn hiệu, có hai tem trên và tem dưới, hàng chính hãng chất lượng. Nên khi dùng các bạn đều yên tâm, hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Nếu các bạn dùng đều, đủ và chất lượng mỗi ngày thì hiệu quả sẽ mang đến rất là cao. Khi xịt dung dịch dưới lưỡi này, nó thẩm thấu từ 80 đến 85%. So với đường tiêm thì 100%, nhưng mà tiêm thì bây giờ Bộ Y tế cũng đang cấm sử dụng. Và cái giá cũng rất là đắt đỏ so với mình dùng cái dung dịch này. Cái giá của nó cũng phù hợp cho chị em mình và cải thiện được làn da. Nên mọi người đừng có chần chờ nữa và hãy dùng ngay đi nhé. Làn da của Hạnh Sang em cũng khi dùng qua được 2 tuần thì nó cũng màu nám hẳn luôn á các bạn. Và cái da của mình nó bóng nữa, nó bóng chứ nó không có bị bèo sù lên nữa. Nên các bạn yên tâm dùng nhé, phải cố gắng kiên trì. Đừng có dùng 1-2 ngày đầu hay là một tuần lễ đầu chưa thấy hiệu quả thì mình bỏ ngay, rất là uổng nhé. Xin chào mọi người, chúc tất cả chị em đều có làn da khỏe đẹp, thải độc được cơ thể và tăng cường sức đề kháng rất là khỏe ạ.